Hà Tĩnh Đặng Đình Hược 46 tuổi, bị phạt 7 tháng tù treo vì đập phá 6 ngôi mộ tổ sau mâu thuẫn với bố. Bản án ngày 26 tháng 2 của Tòa án Nhân dân huyện Lộc Hà tuyên Hược phạm tội xâm phạm mồ mả, theo Điều 319 Bộ Luật Hình sự 2015. Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 6 tháng 11 năm 2019, sau chầu nhậu, Hược qua nhà bố Đặng Xuân Huỳnh ăn cơm và xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Hược bỏ bữa, nói sẽ đi đập mộ tổ. Hược đi ra khu lăng mộ của dòng họ Đặng Đình ở thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc dùng búa đập phá 6 ngôi mộ, lấy phân tro rải lên rồi về nhà. Một ngày sau, khi bị cảnh sát triệu tập lấy lời khai, Hược thừa nhận hành vi. Let's love us. Why?